Thư ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã đến động viên và khen thưởng đột xuất cho tập thể Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an huyện Hòa Vang về những thành tích xuất sắc trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Theo đó, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã đến động viên và khen thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát Kinh tế khi đã xác lập, đấu tranh làm rõ và khởi tố vụ án, bắt giữ 9 đối tượng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước trong đường dây, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, nhóm này đã thực hiện trót lọt 4 vụ đánh tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lừa đảo thành công 5,6 tỷ đồng của các bị hại trên địa bàn thành phố và cả nước. Cùng thời gian này, Đại tá Trần Mưu cũng đã đến động viên và khen thưởng đột xuất cho tập thể đội cảnh sát hình sự Công an huyện Hòa Vang khi đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ 5 nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà máy thép Đa Na Ý ở thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang vào tối ngày 2 tháng 1 vừa qua. Ban Giám đốc Công an thành phố mong muốn công an các đơn vị được khen thưởng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, mở rộng đấu tranh, làm rõ các đối tượng có liên quan, sớm đưa ra trừng trị trước pháp luật.